Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đường Long Phước nối cầu Long Đại và hai phường ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành khang trang. Lý do con đường trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được nâng cấp. Ba ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người chết. Nhóm thanh thiếu niên nghi tổ chức đua xe bất ngờ tông nhau khiến một học sinh tử vong. Ukraine gây sốc tiến sau 30 km vào lãnh thổ Nga. Bầu cử Tổng thống Mỹ, những tín hiệu tích cực cho bà Harris đã xuất hiện. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 12 tháng 8. Sáng ngày 12 tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 48 tuổi, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Đồng thời điều động Đại tá Trần Văn Phúc, 46 tuổi, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, một lãnh đạo Công an huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang xử lý vụ nhóm học sinh trung học phổ thông nghi tổ chức đua xe máy xảy ra tai nạn, làm một học sinh lớp 11 trong nhóm tử vong. Theo công an, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 8 trên quốc lộ 29, đoạn qua bờ đập thủy điện Krông Hờ Năng, thuộc xã Chư Prao, huyện Madarak, giáp ranh với huyện Sông Hinh, Phú Yên. Một nhóm thanh thiếu niên trú tại xã E3 và E5, huyện Sông Hinh, chia ra hai bên và chạy xe máy tốc độ cao, nghi đua xe trên tuyến đập thủy điện. Có hai người trong nhóm đua tốc độ với nhau rồi bất ngờ tông nhau. Hậu quả là một em học sinh lớp 11 tử vong trên đường đi cấp cứu, một em khác bị thương. Hai xe máy trong vụ việc bị hư hỏng nặng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra. Sáng ngày 12 tháng 8, một vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Y Cang, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, vụ va chạm xảy ra giữa ba ô tô tại km 128 655 hướng Hà Nội đi Lào Cai. Các xe này gồm ô tô bán tải và hai xe tải. Hậu quả vụ tai nạn là một người chết và một nạn nhân bị thương. Tại hiện trường, cabin của xe tải biến dạng, ô tô con hư hỏng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cao tốc chỉ có hai làn xe cho hai chiều. Lúc này trời có mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Ngày 12 tháng 8, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chấp thuận phương án phân luồng giao thông để khắc phục tình trạng lún, nứt mặt đường đèo Brent Đà Lạt. Nguyên nhân của tình trạng nói trên được xác định do sói lở hạ lưu cống ở khu vực km 228 568. Chiều cùng ngày, công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã lắp dựng rào chắn, phân luồng giao thông để triển khai khắc phục các vị trí hư hỏng thuộc dự án nâng cấp mở rộng đèo Brent Đà Lạt. Thời gian thực hiện việc khắc phục dự kiến trong 21 ngày. Vị trí phân luồng từ đầu đèo Brent hướng thành phố Đà Lạt đến hẻm 32, đường 3 tháng 2, phường 3, thành phố Đà Lạt. Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã huy động nhân sự, máy móc thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục để đào bóc nền đường bị rạn nứt, sửa chữa hệ thống thu nước, thoát nước nền đường. Nền đường cũng được gia cố để chống sụp lún, hạn chế nứt mặt đường trong tương lai. Ngày 12 tháng 8, bà Hà Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, Thanh Hóa cho biết, từ khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên vào ngày 5 tháng 8, đến nay tại ổ dịch ở khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, đã có 3 ca mắc bệnh bạch hầu. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã tổ chức phun chloramin B tại ổ dịch, cung cấp thuốc kháng sinh dự phòng miễn phí cho gần 800 người dân khu phố Đoàn Kết và hơn 200 người là cán bộ y tế, thành viên ban phòng chống dịch. Riêng sức khỏe của ba bệnh nhân mắc bạch hầu đang điều trị tại bệnh viện ổn định, phục hồi tốt. Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày này,
Đi dọc tuyến đường Long Phước, thành phố Thủ Đức, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi con đường nhỏ gồ ghề ngày nào nay đã được nâng cấp rộng rãi khang trang. Con đường này có vai trò quan trọng kết nối với cầu Long Đại và thông suốt đường từ phường Long Bình sang Long Phước. Cơ quan chức năng cũng tính toán làm đường dẫn một số phương án kết nối của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức cho biết, dự án nâng cấp đường Long Phước được khởi công từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng, chiều dài gần 6 km, rộng hầu hết 12 m. Dự án được chia làm 3 đoạn chính, gồm đoạn từ đầu tuyến cầu Long Đại đến cầu Cây Me, đoạn từ chợ Long Phước đến cầu Rạch Mương và đoạn từ cầu Rạch Mương đến cuối tuyến. Trong đó, đoạn đầu được xây dựng hoàn thành sau cùng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, các đơn vị thi công còn làm một số việc cuối cùng như kẻ vạch đường, lưu bảo dưỡng mặt đường, dọn vệ sinh dọc tuyến. Trong khi đó, theo ghi nhận, nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh ở thành phố Thủ Đức, đặc biệt là đoạn 1,6 km từ Võ Chí Công đến Nguyễn Thị Tư, là nỗi ám ảnh của người dân do mặt đường hẹp chỉ 7 m, xe tải container gây tai nạn. Dự án nâng cấp mở rộng đường đã được phê duyệt từ năm 2019 nhưng bị đình trệ do tổng mức đầu tư vượt dự toán, đặc biệt là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Đoạn từ cầu xây dựng đến nút giao Võ Chí Công và Nguyễn Thị Tư do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, trong khi đoạn từ cầu Dòng Ông Tố đến cầu xây dựng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án hiện đang chờ điều chỉnh vốn đầu tư và thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung kế hoạch vốn vào năm 2025 để hoàn thành trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2030. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc cân đối, bố trí vốn, dự án vẫn chưa thể triển khai, gây lo lắng cho người dân về an toàn giao thông trên tuyến đường này. Sáng ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống nam thanh niên 21 tuổi bị sốc đa chấn thương, vỡ tim, dập và vỡ phổi hai bên nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, để cấp cứu thành công trường hợp vỡ tim, chấn thương phổi nguy kịch như bệnh nhân T, quan trọng nhất là yếu tố thời gian, chẩn đoán đúng và xử lý nhanh. Trong hơn 10 phút, bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, đánh giá toàn thân và chuyển mổ kịp thời, nhanh chóng. Các phương án dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả tim phổi máy để bảo đảm an toàn cho ca phẫu thuật, nên bệnh nhân T được cứu sống. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa quyết định công nhận phở Nam Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phở Nam Định thuộc loại hình tri thức dân gian, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, vừa có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương, vừa phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người. Phở Nam Định được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi, tồn tại lâu dài và được cộng đồng đồng thuận tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Trước đó, cả Hà Nội và Nam Định đều đề nghị công nhận phở, nhưng chỉ phở Nam Định được chọn. Ngoài phở Nam Định, mì Quảng cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản ẩm thực lên 4, gồm phở Nam Định, mì Quảng, nghề làm nước mắm Nam Ô và Phú Quốc. Chuyển sang những tin tức thế giới đang chú ý với thông tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine cách biên giới khoảng 30 km. Trước đó, cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới được Ukraine phát động vào ngày 6 tháng 8, được cho là đã gây sốc cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, họ đã tấn công các đơn vị Ukraine gần các làng Tonbino và Opsikolodets cách biên giới với Nga-Ukraine lần lượt khoảng 25 km và 30 km. Đây là dấu hiệu cho thấy một đơn vị Ukraine đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AFP rằng hàng ngàn binh lính của họ đã được triển khai cho chiến dịch này. Cũng theo quân đội Nga, họ tiếp tục sử dụng không quân, máy bay không người lái và pháo binh để cố gắng dập tắt cuộc tấn công của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng thừa nhận quân đội Ukraine đang chiến đấu tại vùng Kursk để đẩy lửa chiến tranh sang lãnh thổ Nga. Tại Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang tiến vào khúc cua dài khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử. Những tín hiệu tích cực cho tay đua Harris đã xuất hiện. Theo một cuộc thăm dò ý kiến được báo New York Times công bố hôm 10 tháng 8,
Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước Tổng thống Trump ở các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Cuộc thăm dò do New York Times phối hợp Siena College được tiến hành từ ngày 5 tháng 8 với gần 2.000 cử tri. Kết quả cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm tại 3 bang trên, tức 50% so với 46%. Một con số có thể nói là không tệ nếu nhìn lại tình hình trước đó. Tại Trung Quốc, thác Hukou là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới trên sông Hoàng Hà, nằm ở ranh giới giữa tỉnh Sơn Tây và Thiểm Tây. Thác nước này gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh ngoạn mục vào đầu mùa thu. Những ngày qua, lưu lượng nước của thác Hukou đạt hơn 1.500 mét khối mỗi giây. Nguyên nhân là do mưa lớn ở thượng nguồn và trung lưu sông Hoàng Hà khiến lượng nước tăng cao. Không chỉ được mệnh danh là kỳ quan trên sông Hoàng Hà, thác Hukou còn lọt top 40 danh thắng đẹp nhất của Trung Quốc. Thời điểm đẹp nhất để du khách tham quan thác Hukou là từ tháng 4 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định, mưa to vẫn duy trì nhiều nơi tại Bắc Bộ, lượng mưa từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Mưa to ở Bắc Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt này, mưa to thường tập trung vào chiều tối và đêm nên phạm vi hẹp với lượng mưa lớn. Do đó, khả năng gây ra lũ rất cao, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi. Từ nay cho đến ngày 15 tháng 8, trên các sông suối Bắc Bộ, khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4 mét. Còn từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới. Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực sau đây. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 27 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 35 đến 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 34 đến 38 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.